mọi người, thì quay trở lại trong video mới. Mùa hè thì ai ai cũng rực rỡ với các sắc màu khác nhau. Tuy nhiên có vẻ Thư vẫn còn đang rất là đam mê với những màu có gam đất, giống như là cam đất, hồng đất nè. Thì mình cảm thấy nó rất là dễ dàng sử dụng hàng ngày á. Cho nên là video ngày hôm nay mình sẽ gợi ý cho mọi người những gam màu tương tự để các bạn có thể lựa chọn. Sản phẩm đầu tiên đến từ nhà Tucum for School. Sản phẩm này là New Age Cheek and Eye. Thì cái này vừa sử dụng được cho mắt của mình, vừa sử dụng được cho má luôn. Nó là màu cam hồng đất. Thì nó cái màu của nó rất là ảo á. Kiểu như mình quay video thế này thì nó sẽ hiện lên rõ là màu cam hồng đất. Còn khi mà mình đánh ở ngoài á, thì trên mắt của mình nó sẽ là cái màu hồng đất. Còn lên má thì nó giống như là màu cam đất. Nó không có rõ được cái màu sắc như là khi quay video như thế này. Màu tiếp theo sẽ nằm trong bảng của The Balm in the Balm of Your Hand Volume 2 này. Thì bảng này mình đã review cho mọi người trong một video cách đây khá là lâu rồi. Các bạn có thể tìm ở trong kênh của mình. Màu mình muốn giới thiệu là màu Instant này ở cuối bảng. Màu này thì là màu má nhưng vẫn có thể sử dụng làm màu mắt được luôn. Mình cảm thấy đây là một cái màu hồng hơi đậm. Cuối cùng là hai bảng mắt xinh xinh này của nhà Bia. Màu số 1 có màu hoa hồng khô rất là đẹp. Bảng màu xanh này thì là màu nâu. Thông thường thì những hãng khác họ sẽ ra một cái bảng 4 ô, nhưng mà Bia lại ra bảng 2 ô. Thì 2 ô này sẽ bao gồm một màu lì và một màu shimmer. Thì các bạn có thể linh hoạt sử dụng. Nếu như mà đi đâu 1-2 ngày thì mình sẽ ưu tiên mang một cái bảng nhỏ gọn như thế này. Đối với bảng màu xanh này là màu số 4. Nó là một cái màu nâu hơi có ánh cam nhẹ. Thì mình hay sử dụng màu nâu khi mà mình đi học, hoặc là khi mà mình cần đi phỏng vấn, hoặc là đi những nơi mà có nhiều người lớn hơn mình đó. Thì mình sử dụng màu nâu để cho một cái ánh nhìn nó nhã nhặn hơn, nó trang trọng hơn. Ok, thông qua video này thì mình mong rằng những bạn đang tìm kiếm những gam màu tương tự đã có cho mình sự lựa chọn rồi. Và nếu như mọi người thích video của mình thì đừng quên like và đăng ký kênh của mình ở phía bên dưới nhé. Nhớ nhấn chuông để cập nhật video mới hàng tuần của mình. Và hẹn gặp lại mọi người vào thứ 6 tuần sau. Bye bye.